Mỗi năm trên thế giới có hàng triệu người tử vong do các căn bệnh liên quan đến thuốc lá, để đấu tranh với đại dịch này, anh đã tuyên bố sẽ cấm tất cả các logo hay thương hiệu in trên bao thuốc lá bắt đầu từ năm 2016. Chính phủ anh cho biết từ tháng 5 năm 2016, tất cả các công ty thuốc lá như Philip Morris International, British American Tobacco, Imperial Tobacco và Japan Tobacco International sẽ phải tuân thủ theo quy định mới trong việc đóng bao thuốc lá. Theo đó, trên bao thuốc lá sẽ không được in hay sử dụng logo hay bất kỳ hình ảnh quảng bá thương hiệu nào. Thay vào đó, họ phải sử dụng những hình ảnh cảnh báo sức khỏe các công ty thuốc lá cho rằng giá trị thương hiệu của họ sẽ bị phá hỏng nếu họ không được sử dụng bao có màu sắc logo và kiểu bao riêng biệt tuy nhiên chính phủ anh cho biết đây là một cách để giảm số lượng người hút thuốc lá ở quốc gia này